Nam mô A Di Đà Phật. Tịnh đạo Phật vốn không giả dối, từ chân tâm ứng đối với người, lấy điều đạo nghĩa tốt tươi đặt trên hành động hoặc lời nói ra. Tình đạo Phật nếu mà được có đời như thuyền gặp gió thổi xuôi, không riêng lúc sống được vui mà còn khi thác đầy mùi thiên liêng. Tình đạo Phật nói liền thiên hạ, chia khi vui sớt sẻ khi buồn. Trong đời nó dần ơi có luôn, dù người đời ghét hay thương, mặc tình. Tình đạo Phật muôn hình thức khác, nhưng vẫn cùng đồng tác cứu nhân. Thương người như thể thương thân, giúp cho vật chất tinh thần an vui. Tình đạo Phật cho người phước huệ, lúc chiến tranh như thể lúc bình, luôn luôn bên cạnh nhân sinh. Bao nhiêu công việc tốt lành đem cho, tình đạo Phật thương lo bá tánh. No vì vui, đói lạnh thì buồn, rối loạn lo gỡ cho suông, lạc lầm lo chỉ cho đường được thông. Tình đạo Phật muốn không ai khổ, dù là người xứ sở Bắc Nam. Khổ đời khi sống không ham, khổ hồn khi chết không làm sao vui. Tình đạo Phật muốn người hướng thiện, từ bỏ đi các chuyện dữ dằn, một lòng ngay thẳng làm ăn, quay rồi tự biết ăn năn tức thời. Tình đạo Phật cho người hiền đức, nguy cho
khổ cực cho vui. Thơm tho qua khó sánh mùi, quang bình ấm áp mặt trời dám so. Tình đạo Phật bao giờ cũng rộng tha thứ người, cảm động cho người, giúp người với ý tốt tươi, ơn không đợi trả và lời chẳng mong. Tình đạo Phật sạch trong đáo để giữa đời mà tâm thể không nhớ. Tình đời rối tờ do tơ, nhưng tình đạo Phật bao giờ cùng suông. Tình đạo Phật từ nguồn trí huệ không giống như tình thế mê si. Tình trong các việc từ bi, không tình ở những điều gì ác gian. Tình đạo Phật mở đàn giải thoát, đưa chúng sanh khỏi các cực hình. Nếu là thật khách hữu tình, thì tình đạo Phật hy sinh tận cùng. Tình đạo Phật nhắm chung nhân loại, thương khắp cùng, chẳng phải riêng ai. Tình trong chỗ tình không sai, thương trong chỗ cứu không gây hại người. Tình đạo Phật cho vui thì có, cho khổ đời thì nó vẫn không. Tình gieo khắp cả đại đồng, giữa mình với kẻ lạnh lòng có nhau. Tình đạo Phật người nào cũng ơi có, bị tình đời làm nó mờ đi, dần dần mất tánh từ bi, chỉ còn sanh khởi những gì hung hăng. Tình đạo Phật dù rằng khó được, nhưng ráng khai cho phước huệ sanh. Trước là mình được hiền lành, sao cho người khác trở thành thiện lương.
tình đạo Phật còn thương, cùng giúp lúc an vui như lúc nguy nàng. Mình cùng người rất tương quan, lo dinh thần sống lo an linh hồn. Tình đạo Phật càng khôn như một, nhìn vào ai cũng thốt từ bi, muốn ai cũng ơi có đạo nghề, muốn ai cũng được thoát ly tục trần. Tình đạo Phật cá nhân chẳng ơi có, chỉ có tình đại độ quần sanh, muốn ai cũng được hiền lành, muốn ai cũng khỏi quấn quanh khổ đời. Tình đạo Phật vì người mà có, tình ấy không riêng ngó về mình, cho nên nó rất quang minh. Dù rằng thường gặp muôn nghìn cân gai, tình đạo Phật lâu dài chẳng đổi thương. Bá gia như cội với cành, khổ thân mấy già cùng đành, khổ người thì chẳng ưng tình chút nào. Tình đạo Phật nơi nào cũng ơi có, không bỡ vào chẳng bỏ người nghèo, thì thành như chốn treo leo. Khỏi tình đạo Phật đều treo huy khắp cùng, tình đạo Phật thì chung như nhất, chỉ độ tha đến mực cuối cùng. Khói đời dù có lắm mung, mắt nhà tế độ quyết không để mờ. Tình đạo Phật kiên cơ nhi tác, tùy đời nhưng không lạc đường đời. Muốn đời khỏi biển chơi vơi, khi dùng tàu khói khi dùng bè tre. Tình đạo Phật không lè ai cả, giúp người là bởi dạ thương người, muốn người sống được an vui, muốn người thoát được khỏi đời trầm
luân. Tịnh đạo Phật là thân tất cả hùng muốn hiền, hiền khá hiền thêm. Cõi đời cùng tạo ấm êm, không ai chuốc khổ gây hèm với ai. Tình đạo Phật kéo dài hạnh phúc, người như mình cùng một tâm cơ. Gian lao chẳng muốn bao giờ, sướng vui là việc đợi chờ từ lâu. Tình đạo Phật không câu chấp, kẻ cùng muốn không bị lẻ nhỏ nhoi. Tâm gương bác ái rộng soi, cho người nào cũng đồng nói lòng lành. Tình đạo Phật trường thành khó di, rộng giường bao bền bỉ giường bao. Tình đời thường bị xuyến sao, nhưng tình đạo Phật một màu tự nhiên. Tình đạo Phật bạc tiền khó đòi, tình ấy không vì mọi dục trần, mà là vì độ muôn dân, cho nên vui vẻ hiến thân cho đời. Tình đạo Phật khắp nơi đều có, lấy tình phàm tìm nó không ra. Nếu dùng tâm niệm Thích Ca, người sang hèn cũng đều là hiểu thông. Tình đạo Phật vẫn không riêng lợi, mà vốn tình liên đới nhân sanh. Tình trong vạn sự yên lành, không tình ở chỗ tạo sanh khổ đời. Tình đạo Phật không rời nhân loại, rất biết rành những cái khổ vui. Thấy người khổ già không nguôi, cho nên rất muốn mỗi người thành thơi. Tình đạo Phật tình vui hơn cả, vì lẽ không có già riêng tư. Khối tình chân thật bất hư, xem
người nào cũng bằng từ thiện tâm. Tình đạo Phật, tình cầm chắc chắn, dù sang hèn cũng chẳng đổi thay. Nguyện lành dân một không hai, chết thần cũng chịu đỏ đài cùng cam. Tình đạo Phật khó làm cho lạc, đôi chúng sanh chẳng bớt tình thương. Tình thương dù kẻ không tường cũng không hề chán trên đường độ sanh. Tình đạo Phật lợi danh khó chuộc, thương người không vì buộc mà thương. Giúp người do tâm yêu đương, không do mưu lợi cho đường hậu lai. Tình đạo Phật với ai không bỏ, độ được thì cứ độ liền đi. Khối tình của tâm từ bi khác hơn tình thiếu lương tri của đời. Tình đạo Phật những nơi nào có, tất nhiên là chỗ đó rất hòa. Ở ăn đúng đạo người ta, ít nghe thấy việc xấu xa đê hèn. Tình đạo Phật không ghen ghét lần, mà chỉ thay tánh dần làm vui. Thứ tha cố chấp người, đắng cay đổi lại ngọt bùi cho nhau. Tình đạo Phật sắc màu bất chấp, thần mến không hề cách biệt ai. Muốn cho khắp cả nhân loài xem nhau như thể chân tay ruột rà. Tình đạo Phật thiết tha bình đẳng, rất muốn không ai nặng nhẹ ai. Cùng tương trợ chẳng hiếp đài, dù rằng người ấy ở giai cấp nào. Tình đạo Phật đồng bào rất mến, mà còn thương rộng đến nhân loài. Chúng sanh ai cùng như ai, muốn đồng
được bước ra ngoài khổ lao. Tình đạo Phật đời nào hết được, nếu loài người còn cuộc gian truân. Cho nên từ gian cổ nhân, mạnh tình đạo Phật đã từng gieo ra. Tình đạo Phật tình ma chẳng giống, Phật an dân ma đồng loạn dân. Nên tình đạo Phật có nhân, còn tình ma quỷ không ân nghĩa gì. Tình đạo Phật chết đi không đổi, tình đời chưa chỉ dội đêm thay. Tình đời chẳng nghĩ ngày mai, nhưng tình đạo Phật lâu dài biết lo. Tình đạo Phật hẹn họ cõi Phật, không hứa suông tạm vật ta bà. Cái tình ấy rất sâu xa, mà trong thiên hạ người ta ít tìm. Tình đạo Phật rất im mà đồng, đồng vì người chẳng mong vì mình. Tình trong khổ thảm mơ nhân sinh, nhân sinh càng khổ Phật tình càng tăng. Tình đạo Phật thể rằng cứu thế, thể cứu luôn bất kể thời gian. Tình đời còn có thể tan, nhưng tình đạo Phật như tràn sơn lâm. Tình đạo Phật như tầm rút ruột ăn của người, bao bọc cho người, miễn người được ấm được vui, chết đi cũng chẳng ngậm ngùi nợ xưa. Tình đạo Phật rước đưa tới chỗ không nửa chừng, ruồng bỏ một ai, đường đi cực lạc bao ngày, cũng nguyện đưa đến không này gian nguy. Tình đạo Phật trong kỳ mạt pháp, tình ấy càng rộng gấp muôn xưa, mới là phù hợp thời cơ. Nếu không thế chỉ là mơ.
tình đạo Phật càng sai càng tỏ khác, tình đời càng mó càng lu. Nếu là thật kẻ chân tu, mỗi tình ấy chẳng phút nào rời xa. Tình đạo Phật đúng là tình Phật, yêu đời mà không mắc trong đời, luôn luôn với tánh siêu vời, dạch đường giải thoát cho người cùng thông. Tình đạo Phật rộng không thể lượng, rộng hơn điều tưởng tượng của người, không riêng rộng cuộc sống đời, mà còn rộng đến ngày mới linh hồn. Tình đạo Phật trọng tôn hai mặt, về phần hồn với xác thân sinh, muốn cho cùng được tinh minh. Thân sinh không khổ, hồn linh không đài. Tình đạo Phật muốn ai cũng sáng, không muốn ai mù quáng dài ngu, cho đời là cảnh lao tù, gỡ cho ra khỏi không câu trói vào. Tình đạo Phật lúc nào cũng tình, tình trong đời chẳng dính theo đời. Dù đời xuôi ngược lưng dơi, nhưng tình ấy vẫn như nơi thạch bàn. Tình đạo Phật xuất sang đạo cả, cho người đời khổ qua hết gieo. Đường lành cùng một nhịp mà theo, tầm mê muội hết thân nghèo khổ tan. Tình đạo Phật sẵn sàng tế độ, dù cho thân gian khổ đến đâu, ngày giờ dài ngắn bao lâu, không thay đổi già chẳng nào núng lòng. Tình đạo Phật từ trong tánh thiện, khác hơn tình ngoài miệng thế gian. Lúc nguy như lúc bình an, vẫn là giữ vẹn một đàn thì chung. Tình đạo Phật chỉ dùng nhân ái,
không làm điều ngược trái lương tâm, quay không để già nghĩ thầm lừa là việc quấy đem làm thật ra. Tình đạo Phật chẳng pha tình tục, đời khuấy bao không đục được lòng. Tình mà sự thật là không, nên không bị trói trong dòng trần ai. Tình đạo Phật ra ngoài nghiệp ấy, không bị ràng buộc cái phàm duyên. Tình đời còn bị cuồng điên, nhưng tình đạo Phật không phiền lì đâu. Tình đạo Phật chẳng cầu dẫn tiếp, nếu khởi tâm phù hiệp Phật trời, lời đời chẳng có hại đời, thì tình đạo Phật bên người chẳng xa. Tình đạo Phật như là tình mẹ muốn con nên, chẳng để con hư. Nếu con chỉ hiểu chỉ từ, mẹ càng không thể nào rời bỏ con. Tình đạo Phật vẫn còn mãi ơi mãi, dù trái bao biên hải tan điền, không làm tình Phật đạo điên, chỉ làm thêm nặng đạo duyên nghiêm giới đời. Tình đạo Phật giữa thời mạt hà, thâm nhập trong tất cả nhân sanh, khiến đời đổi dữ ra lành, quyết làm biển lửa trở thành đồng sen. Tình đạo Phật bạc đen khó nhượm, dù thế gian muôn ươm cách nào, khó làm tình ấy tiêu hao, chỉ làm cho nó thêm cao tinh thần. Tình đạo Phật vì dân vì nước, làm sao cho khỏi cuộc tai nạn, đâu đâu cũng được hòa an, không nghe tiếng khóc lời than nghi bất bình. Tình đạo Phật hao
sinh vô tận, không muốn ai gây hận với ai. Cố nhiên mình chẳng nghiệt cay, với người nào cũng ưu hoài thiện lương. Tình đạo Phật chủ trương giải thoát cho thân mình, cho các nhân gian. Không tình trong cảnh buộc ràng, nên cần đem nó làm lan rộng nhiều. Tình đạo Phật chỉ siêu không đọa, vì nó không lan trả như đời. Nhưng đâu phải bay nhiều thôi, mà là còn cứu vớt người trầm luân. Tình đạo Phật yêu thân yêu chung, yêu chánh đường chẳng dùng tà tâm. Nên tình yêu ấy không lầm, đáng cho người ráng hoằng thăm xa gần. Tình đạo Phật là nhân là nghĩa, chỉ gieo lành chẳng tìa giống hung. Khối tình ấy rất thị chung, mưu đời không thể nào dùng làm tan. Tình đạo Phật mến mang khắp cả, rộng giường bao thiên hạ khó lường. Khổ còn ở khắp mười phương, thì tình ấy vẫn còn tương trở hoài. Tình đạo Phật thấy ai không bỏ, dù rằng là kẻ đó bất lương, cũng đem lòng nghĩ ơi xót thương. Tùy phương tiện cứu khỏi đường tội mê. Tình đạo Phật khen chê chẳng ơi có, lành dữ là sự đó đáng phân. Khen chê chưa phải là nhân, giữ lành mới chính là cân. Diêm phù tình đạo Phật trí ngu bất luận, hễ là người thì sẵn lòng thương. Chưa tường lo giúp cho tường, còn mê lo chi cho đường dài mê. Tình đã
đạo Phật chợ quê bình đẳng hèn như sang lòng chẳng ơi cách phân nghĩ rằng mang cái ơi xác thân thì ai cũng phải khổ trần như ai ngờ. Tình đạo Phật nhìn ngay nghiệp mà thế biết đời này đến kế đời sau chơi son tất dính đỏ màu hùng hào sẽ bị hùng hào khỏi đâu. Tình đạo Phật không cầu của tạm chỉ muốn xa khỏi cảm bày đời dù đời cám dỗ lắm nơi không bao giờ để cho rơi lọt vào. Tình đạo Phật muốn mau giải ơi khổ, khổ riêng mình, khổ cả thế gian. Thế nên cõi tạm không màng, dù cho tài sắc ngọc vàng muôn xe. Tình đạo Phật dù đe giới búa cùng không làm trầy chùa chút nào, càng nhiều đụng chạm gian lao càng làm tánh đạo dồi dào tốt tươi. Tình đạo Phật vẹn mười ý thiện không thể nào bị nghiện tánh đời dù đời có đủ trò chơi cũng không thể khiến rụng rời Phật tâm. Tình đạo Phật muốn năm dẫn ơi tỏ tỏ đến khi không có bóng đen. Nếu còn sông thác úa hèn thì tình ấy vẫn còn chen đổ điều. Tình đạo Phật muốn tiêu khổ chung hy sinh bao lòng cũng mơ ưng vui, miễn sao cứu vớt được người ấy là ý nguyện từ hồi xưa lâu. Tình đạo Phật rộng sâu vô tận gặp gian truân chẳng hận một ai chỉ vui cứu độ muôn loài từ đau khổ được ra ngoài an vui.
tình đạo Phật ngược xuôi cũng ơi mặt thường chúng sanh cầm chắc một lòng giúp đời rất biết gai trong nhưng vui vẻ giúp dẫn không nàn tình tình đạo Phật vốn sinh trong thế bởi thế gian liền kê khổ lao cho nên tình ấy càng cao cao không thể lấy thước nào ra đó tình đạo Phật muốn pho sách để nhưng vẫn còn tiếp kể vô biên mạnh tình ấy rất thiêng liêng yêu thương người chẳng luận miền quê nào tình đạo Phật phủ bao thiên hạ với niềm thương như già nghén thai chăm lo thận trọng từ ngày không vì cho mẹ vì hài nhi con tình đạo Phật từ non chí biển không chỗ nào chẳng hiện rõ tình tình nơi siêu thoát chánh minh không tình chỗ khiến tự sinh bất bằng tình đạo Phật tình năng hỗ trợ xưa nay không hề sợ nguy nan vì tình thật cứu nhân gian cho nên dám chết để đàn sao vui tình đạo Phật cứu người là phần lòng từ bi đã dần từ xưa dù ai nghi kỳ ngăn ngừa tự nhiên nó cũng tìm đưa đến người tình đạo Phật vui tươi bổn nguyện muốn cho ai cũng thiện như ai người sanh trong thế giới này nên thường chớ ghét dù giai cấp nào tình đạo Phật không sao tắt được nếu đời còn trong cuộc khổ đau không phân là kẻ nghèo giàu dân thường dân giúp như nhau một nhà tình
đạo Phật vị tha là gốc cho nên vui hiện cuộc đời mình. Miễn là cứu được nhân sinh, hoàn chỉ đời sống của mình nọ kia. Tình đạo Phật khổ chia vui sớt, tình không riêng bùi ngọt cho thân. Từ phương xa đến nơi gần, nó đều thường trực bên thân mọi người. Tình đạo Phật không lười việc, phước thay phải thì sân sước làm ngay. Dù cho muôn đắng ngàn cay, xem như gió bụi mỗi ngày đi ra. Tình đạo Phật vẫn là tình thật, dù gặp muôn dối gạt của đời, trước sau vẫn một mà thôi. Không vì người dối gạt rồi dối theo. Tình đạo Phật gắn keo với Phật, tình đời không thể rứt rời ra. Tuy là trong cõi người ta, mà tình ấy vẫn trên tòa Như Lai. Tình đạo Phật càng dài càng thâm, khiến cho lòng càng ấm càng vui. Đổi đời trái ngược ra xuôi, Bắc Nam đâu cũng đầy mùi từ bi. Tình đạo Phật từ khi vô thị, dần là tình tri kỷ của đời. Thấy đời sông cảnh chơi vơi, khiến tình đạo Phật càng khơi thêm nồng. Tình đạo Phật tình trong đại lộ, không phải tình gây khổ chúng sanh. Nên tình luôn được cao thanh, trước sau vẫn một niệm lành thiêng liêng. Tình đạo Phật vì miền hạ giới, diệu dụng ra đủ mọi hình hài. Miễn đời sạch bụi trần ai, dù thân lăn lóc bao ngày cùng ưng. Tình đạo Phật
trong chân chánh đạo khác hơn tình tà giáo trong đời, cho nên chẳng chút lạ lời, mặc dù chung đụng với người trần gian. Tình đạo Phật trái ngang, dẫu ơi gặp không đổi tình, cố đạp lướt qua để mà độ khắp người ta. Từ dòng ma quỷ bước qua Phật thần, tình đạo Phật cửu tăng như một thời đại nào cũng tốt lành luôn, khó làm cho nó quay cuồng. Dù đời khoa học đến phương thế nào, tình đạo Phật xét vào căn ơi bản, không chấp nơi hình dạng bề ngoài. Xét từ xưa đến ngày nay, từ sanh bệnh lão vẫn đài khổ dân. Tình đạo Phật thấy thân người khổ lòng đau, như búa bổ kim châm ngày đêm không ngớt suy tầm, cứu sanh chúng khỏi còn lắm tai nạn. Nam mô A Di Đà Phật.